Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý được phát trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 15 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, Tân Hoa Xã đưa tin đỉnh lũ đầu tiên của sông Hoài trong năm nay đi qua Wang Jaba an toàn lúc 5 giờ ngày 14 tháng 9. Đỉnh lũ mực nước là 28,38 m, lưu lượng 4.200 m khối trên giây. Phóng viên tại hiện trường thấy mặt nước sông Hoài Hà lên xuống cổng Wang Jaba vẫn phẳng lặng như cũ, đỉnh lũ đi qua chậm. Các nhân viên trực tại cống Wang Jaba cho biết mực nước ở Wang Jaba đã dâng cao ổn định trong những ngày qua, không thấy sóng nổi trên mặt nước. Su Jingshan, Phó Giám đốc điều hành văn phòng trụ sở kiểm soát lũ lụt Hoài Hà cho biết, theo dõi và giám sát liên tục ở thượng nguồn và hạ lưu Weigan, Wang Jaba, 28,38 m là mực nước đỉnh lũ khi đỉnh lũ đầu tiên của sông Hoài Hà đi qua Wang Jaba năm nay. Mực nước của đỉnh lũ này đã vượt quá mực nước cảnh báo của Wang Jaba 0,88 m và cách mực nước đảm bảo 29,3 m là 0,92 m. Trong trận lũ này, mực nước của trạm Wang Jaba bắt đầu dâng vào lúc 8 giờ ngày hôm trước đó. Dâng từ 20,52 m đến 28,38 m, tức là tăng 7,86 m. Dự báo trong ngày 15 tháng 9 và ngày 16 tháng 9 sẽ có mưa lớn ở thượng lưu lưu vực sông Hoài Hà, mực nước dòng chính sông Hoài cũng sẽ trải qua quá trình nước dâng mới. Tình hình kiểm soát lũ lụt của sông Hoài trong những ngày tới là rất nghiêm trọng. Tân Hoa Xã cho biết, Yu Jingshan, Phó Giám đốc điều hành của Văn phòng trụ sở kiểm soát lũ lụt Hoài Hà cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Tân Hoa Xã rằng mực nước của sông Hoài Hà do nước lũ dâng lên nhanh chóng và có khả năng đến muộn. Với lượng mưa liên tục, công tác kiểm soát lũ của sông Hoài đã bước vào giai đoạn quan trọng và tình hình kiểm soát lũ rất nghiêm trọng. Yu Jingshan phân tích rằng việc kiểm soát lũ lụt hiện tại của Hoài Hà đang phải đối mặt với nhiều thử nghiệm. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng Trung ương, sẽ có lượng mưa liên tục từ 60mm đến 100mm trong thời gian sau của lưu vực sông Hoài Hà. Theo tính toán, với lượng mưa tối thiểu 60mm, mực nước của Wang Jaba trên sông Hoài sẽ đạt 29m. Theo lượng mưa 80mm, mực nước sẽ đạt 29,2m, gần bằng mực nước lũ tiểu mãn. Khi lượng mưa vượt quá 80mm, cần chuẩn bị cho việc phân lũ. Hiện tại, mặc dù khu vực chứa lũ Huy Hàng Mê Quang đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc phân lũ, nhưng việc đảm bảo an toàn cho 150.000 người dân trong khu vực lũ lụt đang phải đối mặt với một thử nghiệm nghiêm ngặt. Đồng thời, do mực nước sông Hoài Hà dâng cao, một số hồ chứa đã vượt mức nước cảnh báo. Khả năng dự lũ kém, mực nước di chuyển về hạ lưu nên áp lực phòng chống lũ tăng lên. Từ góc độ của dự án kiểm soát Hoài Hà, những năm gần đây, nhà nước đã tăng cường xây dựng kiểm soát Hoài Hà. Một số lượng lớn các công trình trọng điểm đã được hoàn thành mang lại lợi ích, nhưng chưa có kinh nghiệm kiểm tra chống ngập. Tuy nhiên, một số dự án vẫn đang trong quá trình xây dựng, tiêu chuẩn phòng chống lũ chưa cao. Khả năng xả lũ của một số phụ lưu chưa đạt tiêu chuẩn quy hoạch. Trong bối cảnh 19 dự án trọng điểm kiểm soát sông Hoài Hà chưa hoàn thành, khả năng kiểm soát lũ hiện có của sông Hoài là không phù hợp với trình độ phát triển kinh tế của khu vực lưu vực. Ngoài ra, sự an toàn hiện tại của các hồ chứa trên lưu vực sông Hoài Hà cũng đang bị đe dọa. Lấy tỉnh An Huy làm ví dụ, 1/3 số hồ chứa trên địa bàn tỉnh là hồ chứa nguy hiểm. Trong trường hợp có mưa lớn, nhất là mưa lớn trong thời gian ngắn sẽ có nguy cơ xảy ra các tình huống nguy hiểm, đe dọa an toàn của người dân vùng hạ du. Ngoài ra, các khu vực lưu trữ lũ hiện nay trên lưu vực sông Hoài Hà rất khó di chuyển, dân cư đông đúc, cơ sở hạ tầng an toàn kém, không đủ phương tiện di chuyển khi có lũ, cảnh báo và dự báo sớm gây khó khăn cho công tác an toàn phòng chống lũ lụt. Sông Hoài Hà nằm trong vùng chuyển tiếp khí hậu Bắc Nam trong lịch sử, thiên tai thường xuyên xảy ra nhất vào tháng 7 và tháng 8. Su Jingshan cho biết đỉnh lũ đầu tiên của sông Hoài đi qua Wang Jaba đã an toàn trong năm nay. Tổng hợp các yếu tố trên, tình hình kiểm soát lũ của sông Hoài Hà vẫn còn rất gay gắt. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa liên tục gần đây, vào lúc 12 giờ ngày 14 tháng 9, mực nước của Wang Jaba, dòng chính của sông Hoài, đã dâng lên 28,25 m, vượt mực nước cảnh báo 0,75 m. Mực nước của Wang Jaba trong hạ lưu hồ Hồng Dê dâng lên 12,78 m, vượt mực nước cảnh báo 0,28 m. Mực nước tại mỗi trạm vẫn đang tiếp tục tăng. Theo dự báo, lưu vực sông Hoài Hà sẽ duy trì quá trình mưa mạnh và mực nước đỉnh lũ của Wang Jaba dự kiến sẽ vượt quá 29,0 m, tiến gần đến mực nước lũ của khu vực chứa Mengwa là 29,3 m.
tình hình kiểm soát lũ ở sông Hoài Hà rất nghiêm trọng. Trước tình hình khắc nghiệt của công tác phòng chống lụt bão sông Hoài hiện nay, Bộ Quốc phòng đã triệu tập Bộ Tham mưu, Cục Khí tượng, Bộ Tổng Tham mưu, Lực lượng Cảnh sát Vũ trang và Bộ Nguồn nước tổ chức một cuộc họp để phân tích tình hình và triển khai sâu hơn nữa công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ lũ lụt ở lưu vực sông Hoài Hà. Đồng thời đưa ra thông báo cho Tổng cục Quốc phòng Hoài Hà và các chỉ số phòng thủ tỉnh Hà Nam, An Huy, Giang Tô, Sơn Đông và các tỉnh khác, đòi hỏi phải tăng cường thực tế công tác dự báo, kiểm tra đê điều, ứng cứu khẩn cấp và lập kế hoạch kỹ thuật, đồng thời thực hiện tốt việc sử dụng các khu vực chứa lũ như Mênh Qua. Để đối phó với lũ lụt lớn hơn có thể xảy ra trên sông Hoài Hà, Cục Phòng vệ sông Hoài Hà, tỉnh An Huy và tỉnh Hà Nam đã kịp thời phát động ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt cấp 3, đồng thời cử một nhóm công tác đến tuyến đầu kiểm soát lũ lụt để hướng dẫn công tác chống lũ tại chỗ. Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Hà Nam đã điều động một cách khoa học các hồ chứa như hồ Simantan và hồ Chuya để ngăn lũ và các đỉnh núi So Le để kiểm soát lũ lụt ở hạ lưu. Bộ Chỉ huy Cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt tỉnh An Huy đã kịp thời ra lệnh mở cửa xả Phụ Dương, mở cửa xả Men Cheng và các cửa đập ở nơi khác xả lũ. Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Giang Tô đã tăng lưu lượng xả cống San Hê, xả trước và sau khi đối mặt với lũ. Tất cả các vùng dọc sông Hoài Hà đều tăng cường tuần tra đê điều, ra soát nguy hiểm. Hiện tổng số người canh đê ở tỉnh An Huy là 5.371 người, trong đó có 346 cán bộ và 5.025 lao động nhập cư. Hiện công tác chống lũ, cứu nạn khẩn cấp ở các nơi đang được thực hiện trật tự, không có nguy cơ lớn xảy ra tại dự án ven sông Hoài Hà. Dự báo, cơn bão nhiệt đới số 3 năm nay sẽ đổ bộ vào khu vực Phen Trang Gang, Quảng Tây vào khoảng chiều tối nay và các tỉnh Quảng Đông. Để đề phòng công việc liên quan đến phòng thủ chống bão, Quang Jaba, dòng chính của sông Hoài, đảm bảo rằng mực nước được nâng lên 0,3m và mực nước cảnh báo không thay đổi. Trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán của thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy vào ngày 14 tháng 9 cho biết, mực nước đảm bảo của Quang Jaba, dòng chảy chính của sông Hoài Hà đã được nâng lên 0,3m. Hiện tại, mực nước đảm bảo của Quang Jaba là 29,3m. Người có liên quan phụ trách Tổng cục Quốc phòng đang kiểm tra Quang Jaba nói rằng, do việc xây dựng các dự án kiểm soát Huawei khác nhau trong những năm gần đây, khả năng chống lũ lụt của sông Hoài đã được cải thiện và việc điều chỉnh mực nước đảm bảo cũng đánh dấu cải thiện khả năng kiểm soát lũ lụt. Siang De Chao, Tổng Chỉ huy của trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán quận Funan cho biết, lần điều chỉnh này là mực nước đảm bảo cao nhất kể từ khi hồ chứa Quang Gia Ba được xây dựng vào năm 1953. Mực nước đảm bảo trước khi điều chỉnh là 29,0m. Khi mực nước đảm bảo vượt quá, khu vực chứa lũ Mênh Qua sẽ được kích hoạt khi thích hợp. Trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh An Huy đã yêu cầu, theo các quy định liên quan, cố gắng làm tốt công tác phòng chống lũ lụt để đảm bảo an toàn cho các công trình phòng chống lũ lụt. Sau khi mực nước Quang Gia Ba được điều chỉnh, mức chống thấm ban đầu là 26m và mực nước cảnh báo là 27,5m vẫn không thay đổi. Một phóng viên đang chụp ảnh tình trạng nước của cống Quang Gia Ba, cống đầu tiên của sông Hoài. Trong những ngày gần đây, lưu vực sông Hoài Hà tiếp tục có mưa và mực nước tiếp tục dâng cao đã gây ra thảm họa cho 459.000 người dọc sông Hoài Hà ở An Huy. Mực nước của cống Quang Gia Ba, được gọi là cửa đầu tiên của sông Hoài, đã vượt quá mực nước cảnh báo 27,5m, đạt 28,31m vào lúc 17 giờ ngày 14 tháng 9, chỉ cách 0,99m so với mực nước đảm bảo là 29,3m. Tình hình kiểm soát lũ lụt rất nghiêm trọng. Hiện tại, tỉnh An Huy đã phát động ứng phó cảnh báo sớm để kiểm soát lũ lụt 3 cấp độ và điều động nhân viên tuần tra kè sông Hoài Hà và chuẩn bị vật liệu chống lũ lụt. Bắt đầu từ ngày 13 tháng 9, mưa lớn liên tục khiến mực nước đầu nguồn sông Hoài dâng cao trên diện rộng. Mực nước ở Quang Gia Ba bắt đầu tăng từ 20,51m vào ngày 14 tháng 9. Sông Hoài vốn hiền hòa và êm đềm cách đây vài ngày bỗng nhiên dâng cao, bộc lộ bản chất ngỗ ngược của nó. Vào lúc 15 giờ ngày 15 tháng 9, mực nước tại Quang Gia Ba đã dâng lên 27,9m, vượt mực nước cảnh báo 0,4m, tạo thành đỉnh lũ đầu tiên trong năm nay. Bị ảnh hưởng bởi sông Mayu ở Giang Khoai, những ngày qua đã có một quá trình mưa lớn liên tục từ phần trung tâm của Hoài Bắc đến Giang Khoai ở tỉnh An Huy. Lượng mưa ở 352 thị trấn vượt quá 50mm và lượng mưa ở 82 thị trấn vượt quá 100mm. Mưa lớn cũng xảy ra ở thượng lưu dòng chính sông Hoài Hà. Trước đó, các khu vực nói trên đều bị nắng nóng chi phối, tình trạng khô hạn đã xuất hiện. Chiều qua, chỉ số phòng thủ tỉnh An Huy đã tổ chức cuộc họp thành viên để nghe báo cáo thời tiết và lũ lụt gần đây từ Sở Thủy lợi và Cục Khí tượng tỉnh, đồng thời khẩn trương triển khai công tác kiểm soát lũ trên sông Hoài Hà.
Tính đến ngày 15 tháng 9, theo tình hình mưa và tình hình thời tiết, Chi cục Phòng chống dịch tỉnh đã kịp thời điều động cửa Hoài Hề, Bằng Hù mở hoàn toàn để tiêu thoát 1 tỷ mét khối nước, hút sạch nước đáy, tạo điều kiện thuận lợi để kiểm soát lũ lụt và thoát nước trên dòng chính sông Hoài Hà và khu vực dòng sông Hoài Hà. Lãnh đạo Cục Khí tượng Trung Quốc rất coi trọng công tác kiểm soát lũ sông Hoài Hà ở An Huy. Trước khi lượng mưa lớn xảy ra ở sông Hoài Hà, Giám đốc Zheng Gongguang đã gọi điện cho các đồng chí chịu trách nhiệm chính của Cục Khí tượng tỉnh An Huy, nhắc nhở kết thúc mưa lớn ở phía Nam, vành đai mưa sắp dịch chuyển lên phía Bắc và cảnh giác với việc kiểm soát lũ lụt ở lưu vực sông Hoài Hà và làm tốt công việc của các dịch vụ khí tượng. Phó Giám đốc Su Yangfeng đã gọi điện và đưa ra chỉ đạo cụ thể về dịch vụ kiểm soát lũ lụt của sông Hoài Hà. Vào tối ngày 14 tháng 9, trước đỉnh lũ đầu tiên ở Wang Gia Bá, Wang Yanggao và Su Xiangfeng đã lần lượt gọi điện để hỏi về lượng mưa và tình hình lũ lụt Hoài Hà, đồng thời yêu cầu Cục Khí tượng tỉnh An Huy dưới sự lãnh đạo và chỉ huy của chính quyền tỉnh và Ban Giám đốc Phòng thủ sông Hoài Hà sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình. Chiều ngày 15 tháng 9, Cục Khí tượng Trung Quốc đã đặc biệt tổ chức cuộc thăm vấn thời tiết lưu vực sông Hoài Hà. Cục Khí tượng tỉnh An Huy đã tái kiểm tra và củng cố mọi mặt về tổ chức, quản lý, công nghệ, nhân sự và trang thiết bị để Wang Gia Ba cung cấp các dịch vụ tại chỗ. Phó Giám đốc Liu Wangcheng, dẫn đầu xe chỉ huy dịch vụ khí tượng khẩn cấp đóng tại Wang Gia Ba túc trực bất cứ lúc nào. Yu Jingshan, Phó Giám đốc điều hành của Văn phòng trụ sở kiểm soát lũ lụt Hoài Hà, chỉ ra rằng, theo chính sách quản lý sông Hoài Hà về lưu trữ và thoát nước, các kế hoạch quản lý sông Hoài Hà trước đây, sau hơn 50 năm xây dựng sông Hoài Hà River, một hệ thống kỹ thuật phòng chống lũ lụt đã được hình thành bước đầu ở lưu vực sông Hoài Hà. Một là dự án hồ chứa nước ở thượng nguồn, hiện tại hơn 5.700 hồ chứa đã được xây dựng trên sông Hoài Hà với tổng dung tích chứa 27 tỷ mét khối, trong đó có 36 hồ chứa quy mô lớn, diện tích kiểm soát 34.500 km2, chiếm 1/3 khu vực đồi núi. Thứ hai là các dự án lưu trữ và giam giữ lũ lụt. Tổng cộng có 14 khu vực chứa và ngăn lũ và các hồ chứa kiểu hồ được xây dựng bằng cách sử dụng các áp thấp của hồ. Với dung tích chứa là 33,4 tỷ mét khối, trong đó có 10 khu vực chứa và ngăn lũ, với dung tích chứa lũ có thể điều chỉnh là 8,8 tỷ mét khối. Thứ ba là vùng lũ lụt, dọc theo dòng chính của sông Hoài Hà, có 17 khu vực xả lũ như hồ Jinshan và hồ Fangqiu, có thể chuyển hướng 20% đến 40% dòng chảy của sông và là một phần quan trọng của hệ thống kiểm soát lũ sông Hoài Hà. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.